động cơ, một video review một làng mạc Asura NSX 2015 và chuyển một đang chính đá hiện nay cùng tờ đại vi review lễ mà là nhỏ thì ai mơ tới là đun sai như thế và đi gặp nó với giờ NSX và đi vào thì hơi dương chỉ đo lên thôi. Lấy đại dương anh chẳng kia là cứ xuống thế mà tôi ra cô lên phòng như thế chọc mơ là như thế đó lôi nè và những chuyện tụi ông mày khó ok up and started off our first thing counter. That girl is a stunner. And every other dude was trying to get a number. I said, hey. And you've been waiting for me all night. She said, hey. Now I don't wanna waste more time. I said, let's hit the bar. I'm blurring up a shot. Then I wanna know if you're ready or not. She said, hey. Come on, show me what you got. Sitting back relaxing, I pulled the window closed. There was unstoppable attraction. Action, and waiting for my satisfaction. It became a learner, I'm recalling all the fractions. Come on, got to business. And right then we started kissing. Even though we tried, we couldn't really keep the distance. That girl is a stunner. And every other dude was trying to get her number. Oh well, fuck. Yeah. And you've been waiting for me. Oh, fuck.
Thank you.
Bye. It's forever.